Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cho tạm thời hoạt động trở lại đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 2901V, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 2906V ở Hà Nội và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 2801S ở Hòa Bình. Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm thời cho hoạt động trở lại đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 5003V, chi nhánh đăng kiểm 5003V, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 5005V, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 5007V ở thành phố Hồ Chí Minh. Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, đồng thời có các giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp đưa xe đến kiểm định. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến về đề xuất hỗ trợ 100% lương cơ sở mỗi tháng cho giáo viên tiểu học mới ra trường ở khu vực công. Theo đề xuất, mức hỗ trợ năm đầu là 100%, năm thứ 2, thứ 3 lần lượt bằng 70%, 50% lương cơ sở mỗi tháng. Từ năm thứ 4, chế độ tiền lương được thực hiện theo quy định hiện hành. Ngoài giáo viên, chính sách này còn được đề xuất áp dụng cho nhân viên văn thư, kế toán, y tế, thư viện. Trước đó, giáo viên mầm non mới được tuyển dụng từ năm 2021 của thành phố đã được hưởng chính sách tương tự. Ngoài ra, Phòng Giáo dục Tiểu học cũng tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, tùy tính chất công việc, mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu nhân với tỷ lệ phần trăm công việc phải gánh và hệ số lương bình quân hiện nay. Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra công viên Thủ Lệ vào ngày 7 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng Thủ Lệ như đảo giao thông, bốn mặt đều giáp đường nên phải nghiên cứu kỹ, không thể mở toang. Ví dụ ở khu vực giáp nhà ga S8, ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội sẽ mở, khu vườn thú và giáp làng Thủ Lệ phải đóng. Xu hướng chung cải tạo công viên theo hướng mở, riêng Thủ Lệ có vườn thú nên sẽ nghiên cứu mở một phần. Và thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo Thủ Lệ và hai công viên thống nhất Bách Thảo để trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp chuyên đề vào tháng 3 hoặc muộn nhất là vào kỳ họp tháng 6. Thưa quý vị, ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội sau dịp rằm tháng Giêng, giá các loại thực phẩm như rau xanh, thịt lợn đã hạ nhiệt, hàng hóa được bán trở lại mức giá giống như trước Tết. Trong sáng ngày 8 tháng 2, tại một số chợ dân sinh truyền thống trên địa bàn thủ đô, giá đã giảm từ 10 đến 30% tùy loại so với tuần trước. Cụ thể, ở mặt hàng tăng mạnh nhất là các loại rau củ quả như rau xà lách trước rằm có giá từ 30.000 đến 35.000 đồng 1kg, thì nay chỉ còn khoảng từ 22.000 đến 25.000 đồng 1kg. Bắp cải giá 18.000 đồng 1kg, nay còn khoảng 12.000 đồng 1kg. Su hào dao động từ 6.000 đến 8.000 đồng một củ. Cải chip, mồng tơi từ 5.000 đến 7.000 đồng một mớ. Với mặt hàng thịt lợn, giá trong khoảng từ 80.000 đến 130.000 đồng 1kg, giảm khoảng 10.000 đồng so với trước rằm. Trong đó thấp nhất là móng giò là 80.000 đồng 1kg và cao nhất là sườn với giá là 130.000 đồng 1kg. Các loại thịt khác như mông sấn từ 85 đến 90.000 đồng 1kg. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ ngày 7 tháng 2 theo giờ địa phương đã công bố một số hình ảnh về công tác trục vớt xác khinh khí cầu của Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi nó bị bắn hạ trên Đại Tây Dương. Những hình ảnh này đã được chụp vào ngày 5 tháng 2 ở khu vực ngoài khơi bờ biển bang Nam Carolina, một ngày sau khi chiến đấu cơ Mỹ phóng tên lửa bắn hạ khinh khí cầu. Một số tàu chiến cùng lực lượng người nhái hải quân khi đó đã được điều tới để tham gia công tác thu hồi các mảnh vỡ và xác của khinh khí cầu. Theo quan chức giấu tên, trọng tải của chiếc khinh khí cầu là hơn 1 tấn và mảnh vỡ của nó đã rơi xuống khu vực có diện tích khoảng 1.500 m². Thưa quý vị, Hội đồng An ninh Liên bang Đức đầu tuần này đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao 178 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận một phần. Theo đó, các xe tăng sẽ được lấy từ các kho của ngành công nghiệp quốc phòng của Đức. Dự kiến những chiếc Leopard 1 đầu tiên sẽ được chuyển tới Ukraine vào mùa hè này, trong khi phần lớn sẽ được chuyển giao vào năm 2024. Trước đó, gần 2 tuần, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ chuyển giao 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 hiện đại từ kho dự trữ của quân đội Liên bang Đức cho quân đội Ukraine, có thể vào cuối tháng 3 tới. Trong diễn biến liên quan, ngày 7 tháng 2, ông Boris Pistorius bất ngờ thăm Ukraine trong chuyến công du nước ngoài quan trọng đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau khi nhậm chức gần 3 tuần trước đây. Vì lý do an ninh, địa điểm dừng chân ban đầu đã được giữ bí mật. Thưa quý vị, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7 tháng 2 đã công bố kế hoạch hoạt động tổng thể của năm 2023
trong đó nêu bật 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Các nhiệm vụ này bao gồm thúc đẩy các hoạt động nhân đạo và chuẩn bị nền tảng cho việc thống nhất hai miền trong tương lai. Đáng chú ý, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày đã công bố kế hoạch thúc đẩy giao lưu lần thứ tư giai đoạn năm 2023-2025 giữa thân nhân các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên. Các biện pháp này của chính phủ Hàn Quốc nhận được sự đồng thuận của công chúng. Bộ Thống nhất có phương án tích cực hỗ trợ để luật về gia đình bị ly tán trong chiến tranh, trong đó có nội dung quy định ngày gia đình bị ly tán trong chiến tranh là ngày kỷ niệm quốc gia, được Quốc hội thông qua. Thưa quý vị, Ban lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang cân nhắc tiếp tục tăng lãi suất mạnh và gây thêm áp lực đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới sau báo cáo ấn tượng về tình hình việc làm tháng 1. Ngày 17 tháng 2, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh cơ quan này vẫn còn một chặng đường quan trọng phía trước để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% hàng năm. Theo Powell, tình trạng lạm phát cao sẽ không chấm dứt nhanh chóng và Fed sẽ phải tăng lãi suất nhiều hơn. Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25%, mức tăng lãi suất nhỏ nhất kể từ khi ngân hàng trung ương này bắt đầu lộ trình tăng lãi suất vào tháng 3 năm ngoái. Trong khi đó, các nhà kinh tế quốc tế cảnh báo các ngân hàng trung ương không nên thắt chặt chính sách tiền tệ quá mức, cho rằng điều này có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái không cần thiết.